Các bạn muốn giao tiếp với người bản xứ nhưng không biết là cách nào? Các bạn hãy thử trang web macoenglish.com này nhé. Sau đó, các bạn vào mục Book Your First Lesson. Kéo xuống đây, nhập mã coupon là tên của mình, Kingsley. Viết thử các bạn nhé và bấm Continue. Sau đó, các bạn đăng nhập và nhận một buổi học đầu tiên trải nghiệm miễn phí. Các bạn sau đó chọn giờ học mà mình rảnh cho mục Schedule và học thôi. Mỗi buổi chỉ kéo dài 25 phút nên không mất nhiều thời gian các bạn đâu. Cùng xem hello. Buổi học của mình diễn ra như thế nào nhé. It's great to see you again. It's April. How have you been? Excuse me? I said, how have you been? I'm great. I'm doing well. How are you? Yeah, I'm doing okay, really. I came back from England last week. Oh, you came back to England? Yeah. Only until after Christmas. And then after that, I don't know where I will go. Chúc các bạn học vui vẻ nhé. I'm Kingsley.